Minh Đường Tử Vi mến chào các quý cô tuổi nhâm tý, những người sinh năm 1972. Chúc các quý cô bước sang năm nhâm dần 2022, được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi nhâm tý của mình trong năm 2022, chi tiết về các phương diện như, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không. Mong rằng với những thông tin hữu ích chúng tôi có thể giúp cho các quý cô có được một năm đại cát đại lợi. Mời các quý cô cùng theo dõi. Đánh giá chung của tuổi Nhâm Tý, những người sinh năm 1972 nữ mạng trong năm nhân dần 2022. Tử vi tuổi Nhâm Tý nữ mạng, bạn là người có tính tình vui vẻ, rất tài giỏi, nhạy bén, có khả năng quan sát cao, bản tính ngay thẳng, trung hậu, thật thà, bạn thích tìm kiếm sự hoàn mỹ, là người thân nhàn tâm khổ tự lực cánh sinh từ nhỏ. Nếu như trong mệnh có cát tinh, đa phần là người rất ghét cái ác, thích làm việc thiện, không cầu báo đáp, có trí to lớn, tuổi này trẻ thì bình thường, trung niên thành đạt, vận niên viên mãn. Tuổi nhâm tý nữ mệnh, thuộc mệnh mộc gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, kim khắc mộc, mộc bị hại, không tốt. Địa chi tý gặp dần, bình thường. Thiên can, nhâm gặp nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao la hầu là hung tinh, dễ bị hao tán tiền bạc, hay đa sầu, đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Vận hạn, hạn Diêm Vương, tuy có tài lộc gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng. Vận niên, chư phùng hỏa. Thái tuế năm 2022 với bạn trong năm không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022 với bạn phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi Kim Lâu năm 2022, phạm Kim Lâu, Kim Lâu tử, bản mệnh không nên kết hôn cưới hỏi. Hạn hoang ốc năm 2022, trong năm bạn phạm hoang ốc, lục hoang ốc, bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Xét về vận trình sự nghiệp trong năm 2022 đối với tuổi nhâm tý nữ mạng. Bước sang năm 2022, nữ tuổi nhâm tý 1972 sẽ 51 tuổi. Do bị nhiều sao hung tinh xuất hiện, cho nên làm cho vận trình trong năm của bạn không mấy khả quan nữ tuổi nhâm tý nên nhìn nhận thực tế và suy nghĩ để tìm ra những biện pháp đối phó với những khó khăn chắc chờ có thể gặp phải hãy cố gắng để ổn định nơi làm việc trong năm nhâm dần nữ nhâm tý phải tập trung vào công việc của mình thực tế và tận tâm đồng thời không cần phải đòi hỏi những khía cạnh khác với bạn cũng cần phải học hỏi nhiều hơn ở những người trẻ tuổi giao tiếp với họ nhiều hơn khi gặp những người mới đến với năng lực yếu hơn bạn cũng phải góp ý và giúp đỡ điều này giúp cho mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc trở nên hài hòa hơn, ngoài ra còn có thể được đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến, công việc tự nhiên sẽ nhàn hạ và thoải mái hơn. Công việc đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn, nếu có thay đổi thêm nhưng gặp nhiều bất lợi. Trong năm cũng có vận quý nhân và tiểu nhân song hành, có người giúp nhưng cũng có kẻ phá hoại, công việc có thành có bại, có dự án thuận lợi, cũng có dự án phải bỏ giờ giữa chừng. Vậy nên, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao là tốt hơn cả nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc, chờ vận khí lên, gặp thời mới mong đổi vận. Càng về cuối năm cát khí càng vượng, nên chủ động nắm bắt cơ hội. Bạn cũng nên thận trọng trong hợp tác, hùn hạp làm ăn kẻo xảy ra xung đột vì lợi ích dẫn tới kiện tụng, pháp luật. Tốt nhất là bạn không nên đầu tư hay phát triển những thương vụ lớn và quan trọng trong năm này sẽ gặp nhiều bất lợi. Năm nhâm dần 2022, mệnh ngũ hành bị khắc và địa chi tuổi bình hòa, không quá đẹp. Do đó, năng lượng bản mệnh bị tiêu hao, tính tình dễ nóng nảy, mất bình tĩnh bạn cần cố gắng nhiều hơn thì công việc mới thu được kết quả tốt. Ngoài ra tuổi nhâm tý sinh năm 1972, cần cố gắng giữ gìn bản mệnh, nhường nhịn trong lời ăn, tiếng nói để tránh mâu thuẫn xảy ra, mà mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Về phương diện tài lộc trong năm 2022 đối với tuổi nhâm tý nữ mạng. Về phương diện tài lộc đối với nữ nhâm tý, những người sinh năm 1972, thầy tử vi chỉ ra rằng, trong năm nhâm dần 2022 với bạn đang có điểm báo sẽ có những tai họa khủng khiếp ập đến. Về thu nhập, ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định, so với những năm trước thì thu nhập năm nay sẽ giảm mạnh. Về chi phí, ngay cả khi nữ tuổi tí siêng năng, chăm chỉ và tiết kiệm thì vẫn vướng phải một số khoản phát sinh bất ngờ bắt buộc cần phải chi tiêu. Ví dụ, có kẻ trộm lẻn vào nhà, mất ví khi đi chơi, con cái gây rối bên ngoài thì cần phải bỏ tiền ra, vân vân. Khuyến cáo nữ tuổi tí nên cảnh giác hơn và cố gắng hết sức để giảm bớt những thiệt hại không đáng có về tiền bạc. Mặc dù có lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Tài vận sẽ dần đi vào mức ổn định khi vào cuối năm, không nên vội vàng hay cố gắng mạo hiểm đầu tư để tránh thất thoát tiền của. Trong năm nên tìm cách giữ tiền là hơn, đừng hồn nhiều vốn cùng lúc, hành sự cũng nên thận trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần học cách quản lý tài chính, hạn chế việc tiêu xài mua sắm những thứ không cần thiết, đề phòng những rủi ro bất chắc xảy đến, có tiền mới thể xử lý ổn thỏa. Trong năm 2022 này, nữ tuổi nhâm tý đang chịu ảnh hưởng của thủy diệu, thủy tinh, chiếu mệnh nên có thể trưng bày, trang trí vật phẩm phong thủy bằng thủy tinh, con hổ, con trâu, con chuột, con rồng bằng thủy tinh, trong nhà hoặc văn phòng như một linh vật cầu may mắn. Vật phẩm trang trí này có thể củng cố sự giàu có thoáng qua, tạo ra sự thịnh vượng và hóa giải sự thất thoát về tiền bạc của cải. Ý nghĩa tốt đẹp là cầu mong năm mới tài lộc tăng tiến, tài lộc hanh thông. Về phương diện tình cảm gia đạo năm 2022 đối với tuổi nhâm tý nữ mạng. Về mặt tình cảm, nữ tuổi nhâm tý sinh năm 1972 cho thấy, với bạn trong năm này cái chuyện tình cảm cũng không được tốt cho lắm, Mặc dù không có khả năng xảy ra xung đột gay gắt về lời nói và thể xác giữa vợ và chồng, nhưng rất ít giao tiếp với nhau và bầu không khí ở nhà luôn buồn tẻ. Sống trong môi trường như vậy lâu ngày cả hai sẽ đau khổ về nội tâm, chồng của nữ tuổi Nhâm Tý có thể lừa dối bạn. Nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nữ Nhâm Tý phải cố gắng sửa đổi để không khí gia đình thoải mái hơn. Nếu như không còn kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này thì không cần trì hoãn mà có thể nộp đơn ly hôn. Có như vậy, cả hai mới có được sự giải thoát và theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Cho dù bạn còn độc thân hay đã có chồng, bạn có thể sử dụng vận phẩm phong thủy để trên đầu giường như linh vật tình cảm của năm nay, những người độc thân có thể nâng cao sự quyến rũ với người mình thích để giúp thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, trong khi đối tượng và người đã kết hôn có thể ổn định mối quan hệ hôn nhân và tình yêu. Về phương diện sức khỏe năm 2022 của tuổi Nhâm Tý nữ mạng. Về sức khỏe, nữ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có điểm báo sẽ hay ốm đau, đổ máu vào năm 2022. Trong năm nhâm dần, nếu có bệnh cũ phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên, nhất định phải làm theo lời bác sĩ, cẩn thận kẻo bệnh cũ tái phát. Và trong cuộc sống hàng ngày nên duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh, không nên ăn nhiều cá kẻo béo phì quá mức sẽ dẫn đến các bệnh tật khác nhau. Và trong năm nhâm dần, nữ nhâm tý không nên đi du lịch nước ngoài và cũng nên đề phòng tai nạn đổ máu. Trong thời gian rảnh, hãy cố gắng di chuyển quanh nhà và đừng đi quá xa. Đối với nữ tuổi Nhâm Tý, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không được tùy tiện vi phạm luật lệ giao thông, thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ khi làm những công việc nặng, hạn chế đến những nơi có âm khí nặng, những nơi nguy hiểm để tránh gặp họa vào thân. Tử vi Nhâm Tý nữ mạng 2022 theo thiên can và địa chi. Theo thiên can, thiên can tuổi 1972 Nhâm Hành Thủy gặp năm Nhâm Hành Thủy, tương trợ, được sự giúp đỡ của nhiều người trong các công việc hay tiền bạc năm này trong năm cũng có thay đổi công việc tuy nhiên thay đổi không được kết quả tốt như ý theo địa chi địa chi của tuổi là tý gặp năm 2022 chi dần là bình hòa làm ăn trong năm không có những thay đổi nhiều tiền bạc không có dư giả mà chỉ đủ cho tiêu pha theo tứ trụ thiên thuận địa tam tai năm 2022 là một năm có thể gặp nhiều trở ngại hay vất vả với bạn nữ nhâm tý tuy nhiên được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi việc ở mức tạm ổn tình cảm gia đình thì có những chuyển biến không được tốt hoặc có chuyện buồn phiền đưa tới. Tử vi tuổi nhâm tý năm 2022 nữ mạng theo ngũ hành. Theo ngũ hành bản mệnh, mạng mộc của tuổi gặp năm 2022 hành kim, tương khắc, xấu, trong năm cẩn thận nhiều bệnh tật, công việc vất vả trở ngại, kinh doanh chủ về thua lỗ. Mối quan hệ anh em họ hàng lục đục. Theo ngũ hành cung phi, cung phi của tuổi là cấn thuộc thổ gặp năm 2022 cung khôn, hành thổ là tương trợ, tốt, trong năm ít có những thay đổi cho công việc làm công việc gì được hỗ trợ bởi những người ở ngay xung quanh. Tử vi tuổi nhâm tý nữ mạng năm 2022 theo sao hạn. Tử vi tuổi nhâm tý năm 2022 nữ mạng bị sao chiếu mệnh là sao thủy diệu, hay còn gọi là thủy tinh, được kệ qua các câu thơ. Thủy diệu dây dứt muộn phiền. Gia đình tan tác rối ren không ngừng. Tháng 4 tháng 8 coi chừng. Họ hàng nội ngoại lệ dưng chia lìa. Giải nghĩa thủy diệu là sao chiếu tốt chủ về tài lộc và hỷ sự cho nên trong năm nhâm dần người tuổi này có thể có nhiều chuyện vui tới. Đặc biệt rất tốt với người thụ mệnh mộc như nữ tuổi nhâm tý. Tuy nhiên trong năm cẩn thận tháng kỵ như tháng tư âm lịch và tháng tám âm lịch vì chủ về khẩu thiệt tiền bạc mất mắt hoặc có người nói xấu ở sau lưng. Tử vi nữ nhâm tý năm 2022 gặp hạn Diêm Vương, xấu, được kệ qua các câu thơ. Diêm Vương rất kỵ đàn bà. Rùi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm vương thưa kiện kỵ ngay. Phải phòng mà giữ động giày văn thư. Dịch nghĩa, hạn này về thứ kiện, cẩn thận mất mát của cải. Tình cảm vợ chồng bất hòa. Nếu mưu cầu công danh làm ăn trong năm thì lại chủ về có lộc đưa tới. Hạn theo tuổi năm 2022, hạn kim lâu, gặp hạn này nếu làm nhà thì tình cảm của gia đình cũng như vợ chồng này sinh nhiều chuyện gây tranh cãi. Làm ăn thì khó khăn. Còn nếu trường hợp làm nhà liên quan tới xây dựng thì cẩn thận đi lại, công việc bất lợi và không nên mua xe cổ. Hạn hoang ốc, lục hoang ốc nếu làm nhà gặp hạn này dễ sinh ra bị tà ma mộng mị. Công việc khó được thành quả như ý muốn vì bị người khác phá hoại. Tử vi 2022 tuổi nhâm tý nữ mạng gặp vận niên gì? Vận niên, mã chúng đau, xấu. Giải nghĩa, tương ứng với biểu tượng ngựa chiến bị thương. Gặp vận niên này nên bình tĩnh và kiềm chế để hạn chế thất bại. Tránh xuất hành ở vùng sông nước, cầu phà, hay đi công tác xa. Nếu kinh doanh buôn bán nên giữ ở mức như cũ, hạn chế phát triển các lĩnh vực mới. Càng về cuối năm thì mọi việc càng tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2022 của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng. Tháng 1 âm lịch năm 2022. Tháng này, với bạn nữ tuổi Nhâm Tý có phần hơi căng thẳng và tài lộc tiền bạc tiêu xài hoang phí, nhiều khoản bắt buộc phải chi bất ngờ và không thể tránh khỏi. Bạn phải học cách phát triển các kênh kiếm tiền và bạn phải tiết kiệm và siêng năng. Tuy nhiên, về vận trình tình cảm trong tháng này lại được tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, gia đạo êm ấm, con cái ngoan ngoãn vô cùng, tất cả những điều này sẽ khiến người tuổi Tý cảm thấy rất hài lòng. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 2 âm lịch năm 2022. Đối với bạn nữ tuổi Tý bước sang tháng 2 này, có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng, đây là khoảng thời gian tốt để cho bạn phát huy năng lực của mình công việc trong tháng sẽ có nhiều chuyển biến tốt, tháng này bạn đón nhiều tin vui liên quan đến công việc, tài lộc cũng được tăng tiến, làm ăn thuận lợi, thông qua một số dự án xuất sắc có thể được xếp đánh giá cao và đồng nghiệp ghi nhận. Bạn có thể chuẩn bị trước tâm lý cho việc thăng chức và tăng lương, điều này rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tháng này không tốt cho lắm, áp lực tinh thần rất lớn, điều chỉnh kịp thời. Vận trình của người tuổi nhâm tý nữ mạng vào tháng 3 âm lịch năm 2022. Tháng này, đối với bạn nữ tuổi Nhâm Tý cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt đối với những người đang còn độc thân, được người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh sẽ giúp đỡ tương hợp. Để hạ thấp tiêu chí chọn bạn đời một cách hợp lý, bạn không thể chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài. Tuy nhiên, những người đã kết hôn trong tháng này dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, dễ rơi vào bẫy đào hoa, cuộc sống gia đình ổn định sẽ bị đe dọa. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 4 âm lịch năm 2022 những bạn nữ tuổi nhâm tý bước sang tháng tư âm lịch này đang có điểm báo tiểu nhân quấy phá rất có thể gặp họa từ miệng mà ra trong tháng nên cẩn thận khi làm ăn không nên tin người thái quá không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có trong tháng cũng gặp họa huyết quang tai nạn bất ngờ bạn sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác trong tháng này khi nấu nướng cẩn thận với những vật xác nhọn như dao kéo kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay Thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm, những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời, phụ nữ rất háo hức mua sắm trong tháng này, mua nhiều hàng hiệu và chi tiền làm đẹp. Bạn cũng nên học cách tiết kiệm để có được tiền tích lũy cho mình nữa nhé. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng vào tháng 5 âm lịch năm 2022 với bạn nữ tuổi Nhâm Tý trong tháng này công việc không tốt cho lắm, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức nhất là đối với dân văn phòng muốn chứng minh năng lực của mình thì khả năng thất bại là rất cao. Trong tháng đặc biệt chú ý đề phòng hòa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc danh tiếng của bạn. Nhưng tháng này những người đã kết hôn thì tình cảm khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình tốt đẹp. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 6 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng 6 âm lịch này, xem tử vi cho thấy, với bạn nữ tuổi nhâm tý trong tháng này rất có thể sẽ có nhiều chuyến công tác và phải tham gia nhiều buổi giao lưu với bạn bè. Đối với những người kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, nếu có người mời hợp tác làm ăn thì nên nhận lời. Trong tháng sẽ có những mối lợi tự nhiên đưa đến, mọi mong cầu tiền bạc của bạn, về phương diện làm ăn đều có được sự thuận lợi. Đồng thời bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Ngoài ra, tháng này bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi ở nhà, kịp thời chú ý đến những thay đổi về thể chất lẫn tinh thần của họ, có điều gì không ổn phải đưa đến bệnh viện khám kịp thời. Vận trình của người tuổi nhâm tý nữ mạng, tháng 7 âm lịch năm 2022. Tháng này đối với bạn nữ tuổi nhâm tý cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường công danh sự nghiệp của mình trong tháng cần đề phòng có sự cạnh tranh gay gắt ở nơi làm việc và công ty có thể phải sa thải trên diện rộng. Bạn phải nỗ lực và cố gắng thể hiện mình nhiều hơn nữa để không trở thành lứa người đầu tiên bị sa thải và thất nghiệp. Tuy nhiên, tháng này sức khỏe tốt, không bị bệnh tật tấn công, có sức sống và năng lượng tràn trề mỗi ngày. Vận trình của người tuổi nhâm tý nữ mạng, tháng 8 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng 8 âm lịch này, với bạn nữ tuổi Nhâm Tý đang bị áp lực công việc nặng nhọc căng thẳng, lịch trình hàng ngày dày đặc khó có được thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Để nâng cao hiệu quả làm việc, bạn cũng phải tìm tòi những phương pháp mới để giải quyết công việc và cũng nên học hỏi những kiến thức từ những người trẻ tuổi hơn mình để đáp ứng cho nhu cầu công việc hiện tại. Đồng thời, cũng chính vì vậy mà trong tháng này có nhiều khoản cần phải chi tiêu, riêng tiền ăn uống có thể gấp đôi những tháng trước, bạn phải tìm cách tiết kiệm tiền bạc bằng những cách khác vận trình của người tuổi nhâm tý nữ mạng tháng 9 âm lịch năm 2022. Bước sang tháng 9 âm lịch này công việc của bạn nữ tuổi nhâm tý đang có sự thay đổi, bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Kết quả ra sao sẽ phụ thuộc rất nhiều năng lực và cách giải quyết của bạn. Tốt nhất với bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, suy xét kỹ càng trước khi hành động, không nên hành động nông nổi, bốc đồng, nóng vội rất dễ đắc tội với tiểu nhân, gây ra hiểm khích lại gặp họa không lường trước được. Ngoài ra trong tháng với bạn đang có điểm báo dễ gặp tai nạn về xe cộ nghiêm trọng, không nên lái xe khi đang mệt mỏi. Khi ngồi trên xe, hãy nhớ là phải thắt dây an toàn và không nói chuyện với người lái xe. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác, đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè, người tuổi tí phải xử lý hợp lý. Tử vi người tuổi nhâm tí nữ mạng tháng 10 âm lịch năm 2022. Tháng này, với bạn nữ tuổi Nhâm Tý, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang có được con đường tài lộc sáng sủa toàn diện, gặp nhiều chuyện vui, tâm trạng cũng khởi sắc. Và để nắm bắt cơ hội thịnh vượng đến với mình, cho dù là học hành hay sự nghiệp, bạn cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Đồng thời, mầm tình yêu sẽ bén rễ trong tháng này, người tuổi Tý phải tới nước chăm sóc thì mới mong có được tình yêu và hôn nhân hạnh phúc đến với mình nhé. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng tháng 11 âm lịch năm 2022 bước sang tháng này với bạn nữ tuổi nhâm tý về phương diện tài lộc được ổn định tài chính đầy đủ không tốt cũng không xấu bạn không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền những người kinh doanh buôn bán có được nguồn thu đều đều những người làm công ăn lương công việc ổn định được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn nữ tuổi nhâm tý trong tháng này sẽ diễn ra rất suôn sẻ không xảy ra sự cố lớn bạn có nhiều thời gian cho việc chăm sóc bản thân mình, có thể nghỉ ngơi ở nhà và cũng có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội, chẳng hạn như cưới xin của người thân, chuyển chỗ ở của lãnh đạo. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng về tiền bạc. Vận trình của người tuổi Nhâm Tý nữ mạng vào tháng 12 âm lịch năm 2022. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng của năm này đồng thời cũng có nhiều công việc cần phải hoàn thành do đó với bạn nữ tuổi nhâm tý tránh nóng vội nên giải quyết từ, từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất bạn cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn tránh lao lực lại ốm bệnh ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm trong tháng gặp gỡ nhiều người thân và người lớn tuổi trong gia đình trong tháng này để tỏ ra lịch sự tốt nhất bạn nên chuẩn bị quà và mua một số thiết bị y tế hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi nhâm tý nữ mạng trong năm 2022, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.